hôm đó tự nhiên cái dễ thương với con, xong rồi con kiểu ủa thì là sao sau cái ngày hôm đó là tự nhiên giống như là người yêu con vậy á. Nhưng mà sao thấy ông thể hiện sao? Thì dụ phải như ôm rồi à? Không ôm nắm tay bình thường cái con này ủa là sao ta. Kiểu của Mỹ á là người ta sẽ không có hỏi là em làm bạn gái anh nha, mà người ta sẽ kiểu nghĩ như vậy là quen nhau rồi á. Con thì con không thích vậy nên là con muốn là bây giờ con phản ứng không? Lúc anh đó mà muốn quen em thì anh phải hỏi em là bạn gái thì em mới quen, còn không là em không quen đâu. Rồi Kiệt có hỏi không? Ngay lúc đó con rồi mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai vợ chồng. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con tên là Tiên. Năm nay con 27 tuổi và hiện tại đang làm công việc sáng tạo nội dung cũng như là đang vừa mới mở một cái agency. Con sống ở đâu, quận nào? Dạ con sống cùng với chồng con ở quận 7. Yeah. À quận 7 đây luôn. Dạ. Yeah. Rồi mời con. Dạ rồi, còn con thì con tên là Lim Chi Kiat. Ba con là người Sinh, mẹ con là người Việt. Nên tên con hơi lạ một chút xíu. Gì Lê cái gì? Tên là Lim Chi Kiat. Lim Chi Kiat. Dạ. Cô chú có thể gọi con là Kiệt cũng được. Hiện tại con cũng 27 tuổi, con đang làm trong lĩnh vực công nghệ. Ngoài lĩnh vực chính của mình thì con cũng có một cái brand thời trang riêng của con. Và đồng thời tụi con cũng có một cái khu mua sắm tổ hợp riêng của tụi con. Tụi con có hai cái doanh nghiệp riêng của mình. Hay quá. Hai đứa chắc quen nhau ở Singapore đúng không? Dạ không ạ. Tụi con học chung với nhau từ hồi trung học ở Việt Nam. Lâu chưa? Dạ cũng rất là lâu rồi. Từ hồi lớp 10 ạ. 11, 12 năm. Lúc đó là tụi con học chung lớp 10. Học xong trung học á thì tụi con cũng đi Mỹ chung với nhau. Nhưng mà tụi con quen nhau là từ lớp mấy? Để con kể chi tiết. Đó, nhưng mà bạn này kể như là nó nhảy quá. Là lớp 10 là tụi con chỉ là bạn thôi. Tại vì bạn này lúc đó là còn hơi múp múp. Không phải sai con, không phải già gu của con. Tới lớp 11 khi mà tập gym xong này nọ nhìn mới sớm xuống nhìn ok thì lúc đó con mới để ý. Quen tầm 2 tháng thì tụi con chán nên là chia tay. Soi qua tới lớp 12 là mới quay lại. Quay lại thì quen nhau 1.5 năm là có đi du học chung. Hết năm đầu đại học là tụi con chia tay tiếp. Nên tới mấy tập lận đúng không? Nhiều tập. Nhưng mà thường là ai là gợi ý chia tay? Chắc là cả hai á, chứ không phải là ai gợi ý hết. Tại vì cãi nhau những cái chuyện nhỏ. Dạ, đúng tại rồi. Vì cái tuổi lúc đó thì lúc mình còn mà. Rất là nhỏ và mình cũng chưa có trưởng thành được. Nên cứ cãi vã xong rồi lại đòi chia tay. Là yêu nhau ở Việt Nam trước rồi qua bên đó yêu một năm nữa rồi chia tay. Dạ đúng rồi. Đúng. Mà đúng ai cua ai trước? Lớp 11 á. Thôi nói chung là con thôi nói chung là con là sao? Con phải nói là con chứ chú. Yeah. Ủa nói chung là con có nghĩa là cũng có thể là bên này cua trước đúng không? Nói chung là cả hai đều đã để ý tới nhau. Đó. Nhưng mà con sẽ là người mở lời. Cái tình yêu cái thời học trò nó đẹp không? Lúc đó nó rất là vui. Tại vì trong đầu mình là chỉ có đi học và gặp nhau yêu đúng nhau rồi, thôi. Mình lúc đó mình chưa có cần phải suy nghĩ về việc làm ra cơm tiền. Cơm áo gạo tiền. Nên nó trẻ thơ lắm, nó vui tươi lắm. Nhưng mà vui. Có nhớ cái lần đầu tiên con tỏ tình với bạn ấy là ở đâu? Kiểu xin con hung má ở trong rạp chiếu phim. Có cho không? Dạ thì cho chứ không để không. Cho chứ không để không đâu. Như vậy có nghĩa là xong lớp 12 là đi học ở bên Mỹ. Dạ đúng rồi. Dạ. Là tụi con học chung một trường đại học luôn. Dạ không. Dạ không. Tụi con học hai trường khác nhau, nói chung là vẫn ở trong một thành phố. Nhưng hai trường khác nhau. Dạ. Rồi lý do gì mà chia tay nhau ở bển? Tại vì hồi lúc mà tụi con đi học chung với nhau ở bển á thì cũng có một cái khoảng thời gian là năm đầu tụi con không hẳn là ở chung. Nhưng mà con có qua nhà của Tiên rất là nhiều. Bắt đầu thử sống chung với nhau thì nó sẽ sinh ra những cái vấn đề mâu thuẫn. Những cái mâu thuẫn nói chung là về dọn dẹp này nọ. Ganh nhau vụ dọn dẹp tôi đó. Giặt vũ dọn dẹp nấu cãi nhau những cái thứ rất là vô tri á. Ý là gặp nhau càng nhiều thì sẽ cãi nhau càng nhiều. Đúng rồi. Nên sau một năm thì tụi con cũng cảm thấy là có vẻ như là mình vẫn không hợp với nhau. Đúng rồi. Nên thôi cả hai đều quyết định dừng. Rồi. Cái lần cãi vã lớn nhất đó là nó là chuyện gì? Rồi hỏi hồi xưa không? Tại vì nhiều nói cái chuyện mà rửa chén đúng lên nhà đó. Không thiệt. Nếu mà anh không rửa chén mà mình chia tay là từ những cái chuyện mà nhỏ nhặt đó. Nhất có nghĩa là anh không rửa chén thì em sẽ chia tay. Kiểu em khó chịu quá hù hoài cho nên là tức chia đúng không? Chia tay rồi là tụi con mặt đứa nào đứa học hay là cùng về Việt Nam luôn hay như thế nào? Tụi con blog Facebook nhau không có nói chuyện một năm luôn. Xong rồi một ngày đẹp trời tự nhiên cái không hiểu sao lại nhắn lại cho bạn này. Lúc đó là con về hè thôi bạn này hè đó không về. Con nhắn con hỏi bạn là ủa hè này không về hả sao không thấy đi chơi chung với đám bạn là không ý gì không ý hết hỏi thôi sẽ xong
Hôm đó tụi con nói chuyện với nhau tầm 4-5 tiếng đồng hồ luôn. Nhắn rồi, lại như là... nhắn lại. Dạ, không, chưa. Có. Lúc đó là cái khoảng thời gian mà tụi con bắt đầu làm bạn lại. Chưa ok để yêu nhau, nhưng mà thôi mình cứ làm giữ bạn đi. Làm bạn này. Đi. Nên con và Tiên cũng có khoảng thời gian làm bạn khá là lâu. Dạ. Là từ năm 2 cho tới khi mà về Việt Nam là phải cũng 4-5 năm. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó là vậy là mạnh đứa nào đứa đó sống, mạnh đứa nào dạ, đứa đó học rồi. Dạ, dạ đúng rồi. Có người yêu khác dẫn người yêu có đi luôn. Chơi gặp nhau luôn. Đứa nào đứa đó có người yêu dạ, luôn. Dạ đúng, đúng rồi. Dẫn người yêu gặp con gặp người yêu đi luôn. Đâu kể cô nghe coi cái cảm giác tụi con có bị tức không ta? Ví dụ như con đi với người yêu của con, xong rồi đến gặp người yêu của bạn này, xong rồi gặp chung một nhóm vậy đó, ngồi nói chuyện nhau rồi ăn sao ta? Em cảm thấy như thế nào lúc đó? Lúc đó thì tại vì con có người yêu nên là con thấy chuyện đó là chuyện bình thường. Tại vì coi cũng coi kìa giống như là bạn bình thường thôi. Người yêu của con có biết đây là người yêu của con không? Dạ biết chứ, không? Không thích. Còn con không người yêu của con cũng biết mà cô này là dạ người biết. Của mình luôn. Cũng không thích luôn. Không thích luôn. Dạ không. Nhưng mà tụi con thì thấy dạ. Rất là bình thường. Tại vì đúng hát rồi nghĩ sao mà thích nhau được ta? Dạ. Tại vì tụi đúng con chứ. Cũng nói chung là chơi chung một đám bạn thì cái việc mà mình gặp lại nhau là một cái việc chắc chắn sẽ xảy nhưng ra. Nhưng mà thường xuyên gặp lại nhau không? Dạ cũng không phải thường xuyên lắm. Cho hỏi câu này ngoài lệ xíu. À, từ lúc hai đứa cưới nhau mà còn chơi với hai bạn kia không? Dạ không. Biết thì chắc là giận luôn rồi chứ dễ gì đúng dạ. Không? Xong cái thời gian tụi con học mấy năm tụi con về nước? Con là con học tới 5 năm lận. À. Tại vì con đổi ngành giữa chừng á. Còn về Tiên thì Tiên về Việt Nam sớm hơn con. Dạ con học 4 năm 2019. Trước dịch là con về. Như vậy là trước khi về là yêu lại nhau chưa? Dạ chưa. Tới lúc nào mà bắt đầu mới là dạ. Phát hiện rằng là mình vẫn còn với người, dạ. người kia. Vào cái thời điểm mà Tiên đã về Việt Nam rồi và lúc đó là con đang chuẩn bị về, tụi con có nói chuyện cũng khá là nhiều về một cái plan, nói chung là mở một cái doanh nghiệp mới cho cả hai. Sau khi mà con về Việt Nam, có nghĩa là cả hai mở cái doanh nghiệp đó. Trong lúc mà tụi con làm việc chung với nhau thì nói chung là cũng nói chuyện lại nhiều. Tụi con cũng có tình cảm lại. Sau lúc đó tụi con cũng nhận ra là cả hai cũng đã trưởng thành rất là nhiều so với hồi đó rồi. Nên tụi con cũng muốn thử quen lại coi cái chuyện tình cảm của mình nó đi được tới đâu. Thì cũng hên là nó đi được tới bây giờ và cả hai cũng đã kết hôn. Bao lâu rồi con? Kết hôn được mấy năm. Hai đứa cùng có cảm xúc đó giống nhau hay là chỉ có một phía của Kiệt thôi? Lúc đầu á chỉ có con thôi, có nghĩa là con cảm thấy như là nếu mà bạn này về thì chắc chắn là sẽ không có thể quen ai ngoài hai đứa. Nhưng mà bạn này thì bạn chỉ nghĩ là không làm chung vậy thôi chứ không có nghĩ gì sâu xa hơn hết á. Lúc đó con nói thiệt là con chỉ nghĩ mình là bạn bè thôi. Sao nghĩ mình là bạn bè được? Tiên thì nghĩ hơn một chút xíu, có nghĩa là Tiên vẫn còn tình cảm, còn con thì chỉ vu vơ nghĩ mình là bạn bè thôi. Nên là làm chung. Chó đơn giản nghĩ vậy không, thôi. Không vậy đó. Thì bây giờ chú phải hỏi cái lúc mà hai đứa quay trở lại đó ai là người gợi ý? Lúc mà bạn này mới về là bạn nói thẳng là lúc đó bạn tập trung cho sự nghiệp, bạn không có muốn có một mối quan hệ nào lúc đó nữa. Con thì con nói là tại sao mình không thử đi, lỡ mà mình hợp lại hay sao hay như đó thì bạn này nhất quyết là bạn không chịu, là nhất quyết say no với con luôn á. Không lúc đó con cũng kiểu ok vậy thôi. Biết sao giờ thì lúc đó con cũng vẫn đi nói chuyện với một vài người khác rồi cái tự nhiên một ngày đẹp trời không biết sao cái cầu hôn con hả? Dạ, không chỗ gì vậy. Trời, nghĩa là ngỏ lời. Như vậy là con ngỏ lời. Ủa nhưng mà tại sao con lại suy nghĩ lại vậy? Thôi nói một chút xíu về cái lúc mà tại sao con nói là không với Tiên đi. Là vì khi mà con mới vừa về nước là con không có một cái gì hết. Thực sự là con chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp của mình thôi. Tại vì một người đàn ông mà không có sự nghiệp sao mà mình có thể chu cấp cho người phụ nữ của mình được. Thì lúc đó con mới nói là thôi con chỉ muốn tập trung vào công việc. Nhưng mà khi mà nghe lời của Tiên nói về việc là tại sao mình không cùng nhau đi lên đi, mà tại sao người đàn ông cứ phải tự gánh một mình họ, thì lúc đó con mới suy nghĩ lại. Thì con cũng cảm nhận là bây giờ Tiên cũng đã trưởng thành, con cũng trưởng thành rồi, cả hai có thể đi xa hơn, có thể đi xa hơn. Nên lúc đó con mới thay đổi suy nghĩ đột ngột. Lạ lắm, tự nhiên một ngày đẹp trời cái con kể đi Tiên. Ngày đẹp trời đó bình thường tụi con ví dụ như làm việc chung á thì sẽ không bao giờ mà gần với nhau cả, nhưng mà tự nhiên hôm đó tự nhiên cái dễ thương với con, xong rồi con kiểu ủa thì là sao, sau cái ngày hôm đó là tự nhiên giống như là người yêu con vậy á. Nhưng mà sao thấy ổng thể hiện sao? Thì dụ như ôm rồi hôn rồi nắm tay bình thường cái con này ủa là sao ta. Kiểu của Mỹ á là người ta sẽ không có hỏi là em làm bạn gái anh nha, mà người ta sẽ kiểu nghĩ như vậy là quen nhau rồi á. Con thì con không thích vậy nên là con muốn là bây giờ con phản ứng không? Lúc đó anh mà muốn quen em thì anh phải hỏi em là bạn gái thì em mới quen, còn không là em không quen đâu.
Rồi Kiệt có hỏi không? Nên có lúc chứ. Đó con cũng phải hỏi. Mặc dù là trước đó là tụi con đã coi người nhau như rồi. Là người yêu có rồi là, tại vì gia đình con với lại gia đình Kiệt đã gặp nhau là từ lúc tụi con học lớp 12 rồi à. Là lâu lắm rồi. Thanh mai trúc mã rồi. Nhưng mà gia đình cũng trông đợi cái ngày đúng mà tụi rồi. Nó quay trở lại lắm. Lúc mà con quen người khác á là suốt ngày ba mẹ con cứ Kiệt đâu rồi, Kiệt sao đó. Ủa mẹ chia tay rồi sao hỏi hoài vậy? Dạ, cũng rất là giống. Gia đình của con cứ hỏi là Tiên dạo này sao rồi, rồi cuộc sống Tiên sao rồi, có quay lại hay không? Chứ lúc mà con với Tiên chia tay là mẹ con cũng không ngủ được luôn. Không ngủ được trong vài ngày luôn. Nói là tại sao lại chia tay vậy, hai đứa quá hợp đôi mà. Sau cái vụ mà nắm tay và ôm ấp đó đó thì bao lâu thì bắt đầu con chính thức cầu hôn để đi đến đám cưới? Tụi con quen nhau 1.5 năm thì lúc đó là con quyết định sẽ cầu hôn. Trong đời con á, với Tiên á, con chưa bao giờ con giấu được một cái gì hết. Nhưng mà hên là cái bữa cầu hôn là cái bữa duy nhất con có thể giấu được. Thay vì làm ở Sài Gòn đi thì tụi con làm ở Nha Trang. Có nghĩa là tụi con giả bộ nói là có một chuyến đi với bạn bè ra Nha Trang. Thì sau đó con có book một chiếc du thuyền chạy thẳng ra ngoài biển. Lúc tới cái địa điểm rồi á thì con giả bộ nhờ một người bạn kêu là Tiên ơi đi vào đi, cần có chuyện nói. Thì trên nguyên một cái du thuyền là con sẽ bắt đầu con set up hoa, rượu champagne, xong rồi nhẫn rồi bó hoa nữa. Lúc mà Tiên vừa đi ra là một cái bất ngờ, ai cũng la lên hết, ai cũng mở rượu và bật nhạc cầu hôn. Lúc đó con mới dẫn Tiên lên, con quỳ xuống. Con nhớ là lúc đó con nói là cho dù lúc trước mình có chia tay cỡ nào đi nữa thì anh vẫn hứa với em là anh sẽ cưới em làm vợ, thì hôm nay anh sẽ làm được cái điều đó. Khóc sướt mướt luôn. Lắm luôn. Con có khóc không kìa? Lúc đó hơi đó. Hơi méo méo. Rồi có trả lời người ta là em đồng ý không? Thì gật đầu. Méo. Có trao nhẫn được không? Dạ có chứ. Cưng quá vậy hả? Con em quên mang nhẫn rồi. Bữa. Tại vì con mới sinh, sinh em bé cho nên là đeo không có vừa. Cho nên là mấy cái lên đúng không? Dạ đúng rồi, tay nó to lên. Bé là mấy tháng? Dạ 2 tháng. Bé gái hay phải trai cưng? Dạ anh trai. Thôi bây giờ mình tới cái phần kia đi. Sau khi cưới về cho tới bây giờ có những cái tật gì? Cui đi nói em. Trước. Em nói trước hả? Nhiều quá không biết nói gì. Tổn thương. Kiệt thì là một người hơi khó tính. Buổi sáng dậy mà không có cà phê là sẽ rất là khó chịu. Khó chịu dạ, lắm. Con thì con là một người rất là dễ tính, rất là vui vẻ, khi nào vui vẻ hết. Nhưng mà anh này thì là một người rất cầu toàn, rất là khó chịu, rất... Sorry con sinh tháng mấy? Dạ con sinh tháng 12. Trời, con y chang thằng con trai cô. Y chang tính khí nhau. Những cái đứa mà sanh vào mùa đông á, nó đâu ra đó. Mà cà phê nó cũng uống cà phê bình thường đó. Nó phải có một cái máy cà phê làm cà phê riêng của dạ, nó. Dạ đúng rồi. Trời ơi, nó gì đó đúng như thế nào như thế nào. Đúng cái hiệu cà phê đó, dạ, đó. Đúng rồi. Và cái cách pha đó rồi đó vậy đúng đó rồi. Dân uống cà phê á, sáng á mà không có ly cà phê đó là điều là coi như là nó khó chịu phải lắm. Đúng cái loại cà phê đó nó mới được. Nó rất khó chịu cái cảm giác mà không có cà phê á. Nếu mà những người mà uống cà phê lâu năm á mình sẽ hiểu cái cảm giác. Đúng vậy. Là cái người nó đừ thiệt là đừ. Anh mà sáng không có cà phê là người anh ngáp không á. Vấn đề đó là nó phải đúng uống đúng cái kiểu của nó. Nó pha đúng như vậy, bao nhiêu sữa mà sữa tươi á, rồi bao nhiêu cà phê, rồi cái máy xay đó, cái máy pha đó của nó phải như thế nào. Đúng rồi. Cũng phải là cà phê xịn. Rất là cầu toàn và rất là có nghĩa là bị OCD á, bị gọn gàng quá. Cho nên là ví dụ như con đứng lên một cái là cái giường nó phải sạch, cái giường nó phải trải ra, còn giường nó không trải ra là bắt đầu cằn nhằn vậy đó. Không phải là giường phải trải ra, nhưng mà ý là khi mà sáng mình thức dậy mình đi ra ngoài thì cái giường mình nó phải ngăn đó. Chứ không phải là tự nhiên mình dậy xong rồi mình đi ra ngoài xong rồi để cái giường nó tùm lum. Đồ nào mà để đó là phải ở đó, không có được. Cùng một năm xanh đó ha, mà đứa gái nó khác, đứa trai nó khác, sao lạ lùng vậy. Nhưng mà ổng ngăn nắp là tốt chứ sao. Dạ thì đúng mà, nhưng mà ngăn nắp quá thì cũng thôi. Mình... còn cái gì đó coi kể ra coi có giống thằng Floyd con cô không? Có ghen không? Không, là một người không bao giờ. Bình thường thì sẽ ghen em đi nên đúng không? Không, con đi chơi mấy giờ không? Em đi chơi vui, cũng không cần là về nhắn anh hay gì, đi chơi vui vẻ với bạn bè. Cái đó là thương vợ và tin tưởng vợ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng là rồi. Cái đó là một cái tính tốt. Dạ. Con đã từng quen những người mà như là đi mà mặc cái gì là phải chụp tranh coi. Còn bạn này là em cứ đẹp cái hơn. Cái ông nội kia mới là xấu đó. Ừ, đúng rồi đó. Con rất là thoải mái về ăn mặc cho tới đi chơi. Nên con không có bắt buộc là Tiên phải là em phải nhắn anh là em đi chơi tới mấy giờ. Xong rồi tới giờ này em phải về, em phải mặc cái gì. Thì đôi khi
nó làm ra cái cảm giác là anh không quan tâm em. Đúng rồi. Anh không có. Nhưng mà hồi xưa rất là vô tâm, nhưng mà bây giờ là sau nhiều buổi huấn luyện thì đã đỡ hơn rồi. Ủa gì đây, cũng chưa xấu luôn. Bạn là một người rất là hiền, rất là rất thương con đó. Chăm con ok không? Chăm con như chưa chăm được lần nào. Tại vì ở nhà là có ông bà nội, rồi có người giúp việc. Thôi trời ơi. Tại vì ở nhà quá nhiều người. Thật ra là đã có ông bà. Dạ, mà lại có thêm giúp việc nữa thì đúng rồi. Rồi giờ mong muốn bạn ấy thay đổi điều gì đây? Thay đổi hả? Mong là bớt khó chịu chút. Sáng dậy thì vui vẻ chút. Đừng có khi nào mặt cũng nhăn không biết là ai làm gì mà khó chịu quá. Thằng con của con là y chang đó. Nhưng mà được một cái là Tiên cũng hiểu con rất là nhiều, là biết là con không có cà phê là con rất khó chịu. Nên sáng nào là cũng anh ơi cà phê không? Giờ cũng không thèm hỏi, biết luôn. Nên là cứ pha một ly là vui vẻ à? Dạ. Yeah. Con mà uống cà phê là vui vẻ cả ngày, là trời ơi, không có khó chịu một cái gì nữa, là mặt tươi cười thoải mái. Sợ lắm. Tôi kết ông này, hãy giống tôi quá. Yeah. Rồi bây giờ tới con đó kìa. Về tật xấu của Tiên thì thực sự nó cũng không có những cái gì mà quá lớn, nhưng mà có một cái mà làm cho con khó chịu nhất là cái tính hơi bừa bộn một chút xíu. Đúng rồi cô. Dạ. Con không nói cũng đoán được. Tại nãy ông nói sao bên này ngăn nắp quá. Tại vì ông ngăn nắp quá. Thì bà này bừa bộn chắc chắn rồi. Khi mà cả hai ở chung thì con cũng muốn là đồ đạc này nọ là cũng phải treo lên đàng hoàng. Còn khi mà đi về thì đồ đạc cũng phải để ngăn nắp đúng chỗ. Rồi. Nhưng mà vợ con thì bị một cái tình trạng là đồ mặc dù trong tủ nha, không móc lên để kiểu chồng lên nhau vậy á. Sếp. Nó vậy nè. Tức là bạn này là không thể bán shop quần áo được đó. Cái kiểu vậy đó. Kiểu bên này là ông chủ shop quần áo nè. Đó, chủ shop quần áo. Con có nhãn hàng riêng của con nữa. Nhưng mà con ra cổ nha. Cổ ra cổ, còn thân ra thân. Đó, thun ra thun rồi gì đó. Đúng rồi, đây đúng rồi. Áo thun là áo thun, jacket ra jacket, quần ra quần. Là mỗi cái là một tủ. Khi còn màu nữa. Dạ, đúng rồi. Của con là áo thun là đúng cái chỗ áo thun. Đúng rồi. Áo lạnh là đúng cái chỗ áo lạnh, quần là đúng cái chỗ quần. Nên khi mà nhìn cái tủ của con và tủ của vợ con là hai câu chuyện khác nhau hoàn toàn. Nên vợ con lúc nào cũng hỏi là em mất cái này rồi, mất cái này mất cái nọ. Xong rồi em hỏi lại là em có bao giờ nhìn vào cái tủ em thấy nó như thế này thì sao mà em kiếm đồ được. Cái đó là cái tật duy nhất mà con muốn. Cũng không hẳn là anh muốn em sẽ gọn gàng ngăn nắp hơn, nhưng mà ý là tốt hơn một chút xíu là được. Anh không cần em 100% phải perfect. Nói chung là chúc mừng hai đứa. Vì sau khi trải qua những cái trận chia tay, nhưng mà cuối cùng là ông Tơ bà Nguyệt đã sắp xếp hết rồi, coi như là chạy cỡ nào hai đứa cũng về với nhau thôi. Vợ chồng đẹp đôi này. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với cặp vợ chồng số 2. Rồi xin chào hai bạn. Dạ, chào. Xin chào anh chị. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào anh Thuận và xin chào chị Vân. Em là Ngọc Thúy. Hiện tại thì em đang là ca sĩ và đang có kinh doanh công ty của gia đình. Thúy là hát về dòng nhạc gì? Em hát dòng nhạc quê hương. Rồi, đầu tiên thì kính chào quý vị khán giả cũng như kính chào anh chị. Thì em tên là Trương Tuấn Dũng, nhưng mà mọi người thường biết em tên là Đen Trương hơn. Em học tiến sĩ luật, mà em dạy luật cho các trường đại học. Hai vợ chồng cũng có công ty riêng chuyên về hướng nghiệp du học. Đây là founder và đây là giám đốc. Rồi. Hồi Thúy hát đi Thúy. Cái giọng này hay lắm em ơi. Được, em hát. Hát một cái bài về Hà Tĩnh nè. Em xin được tặng chị Vân và anh Thuận và quý vị khán giả một ca khúc, bài Người đi xe kẻ gỗ. Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn, mà đời không ngại đau mấy con cười. Đắm hồ xây đập ta núi sông nước ngọt, từng đàn cá lội tắm mát quanh năm. Ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Kẻ gỗ là đây bao năm đời tháng chờ, nay vùng đã bạc đôi núi lo nhỏ, như dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bò đôi hoang dài trong nắng trong mưa, để người nên khổ như đất
kia cằn khô. Rồi ngồi trong xe ủi anh nhớ những ngày hè, chân lôi qua khe em nhớ mùa đông gió, ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện là ngày ta đi học anh nói thích nghe gì em là em thích nghe ý nè. Hay quá. Rồi thôi bây giờ quay trở lại thời gian trước đi. Thúy với Dũng là cái cơ duyên nào gặp lại? Em xin chia sẻ là em đi tán ông này. Dạ, tại vì là đến tuổi lấy chồng rồi chị ạ. Ở quê 27, 28 tuổi mà chưa lấy chồng người ta gọi là ế rồi. Và bắt đầu là em đi tìm chồng. Em đi học coi tướng trước khi em đi lấy chồng. Tại vì em nghe người ta nói câu là lấy chồng xem tướng. Thế bây giờ mình không biết lấy như thế nào cả. Thực ra bản thân em là ca sĩ thì em đi ra em gặp quá nhiều. Bây giờ là không biết là như thế nào hết. Thế cuối cùng là cái người tán mình thì mình không lấy mà mình đi tán người này. Thì em mới lướt qua đấy, bắt đầu đi tìm chồng ha. Tranh thủ là thời gian là đi lướt trên mạng xem cái người nào mà giống như trong cái mà mình suy nghĩ đó. Em lướt bao lâu mới thấy ổng? Em lướt cũng phải mất một tháng á. Đi tìm chồng. Em đi tìm chồng. Tìm chồng trên mạng. Tiếp cận không sao? Thì em vào em chào hai anh chào lại, nhưng mà tại vì em quên xong em để 2 tháng sau em mới trả lời lại. Em vẫn nhớ có hình như đó là bữa thứ bảy hay sao á, đúng rồi em mới nói chuyện lại. Em không có public gì nhiều nên ông không biết em là ca sĩ. Rồi. Ông hỏi em sau này ông hỏi em làm gì em thì em chia sẻ là danh kinh doanh thôi. Rồi. Dạ. Sau một tháng thì đứa nào chủ động nhắn đứa nào? Em luôn. Chủ động tiếp. Thì nhắn xong dạ. Đó thì em hỏi qua mấy cái rồi em nghĩ là nó có hai điểm mà lúc đó là hai đứa quyết định gặp nhau á. Thì quê quán và thứ hai là bởi vì bản thân em cũng có làm kinh doanh, thì Thúy cũng làm kinh doanh, tự nhiên tụi em thấy nó có cái chung cái tần số hai cái chung rồi đó. Dạ hai cái chung. Còn tất nhiên thì nhìn trên hình thì cũng biết ngoại hình của nhau như thế nào rồi. Cái ngoại hình của bạn này có đúng gu với em không? Dạ đúng. Đúng luôn rồi. Còn Thúy thì sao? Gặp ổng ngoài đời có đúng như cái người mà mình suy nghĩ? Dala New Farm, nhà sản xuất và cung cấp đông trùng hạ thảo chất lượng cao. Đúng luôn, tại vì em thấy là tại vì khi hình của anh đó thì trên Facebook là anh cũng chụp theo kiểu không phải app, chụp theo cam thường nên là nhìn rất là rõ. Dị ra gặp ở ngoài đời thì thấy đẹp trai hơn. Đẹp trai hơn. Với bắt đầu là chia sẻ về cái quan điểm cá nhân rồi sau đó là nói chuyện chắc đấy cũng thâu đêm luôn anh ha. Rồi đến bao lâu mới bắt đầu là thành người yêu của nhau? Một tháng sau là ra mắt về gia đình rồi. Tháng sau là ra mắt luôn. Dạ vâng ạ. Ông này là 37 rồi. Cô này là hai mấy là 27 đó. Mà đi từ quê hả cưng? Bố mẹ của em là Vô Quang Ngãi rồi. Thì ở ngoài Nghệ An thì vẫn còn bà nội rồi còn nhiều lắm. Lúc đầu thực ra bố mẹ cũng rất là bất ngờ, bởi vì lúc đầu em có gửi một số clip mà Thúy hát á. Cái bố mẹ mới nghĩ ủa thằng Dũng này nó có bị sao á, tức giờ thấy nó có thích nhạc gì đó, em học luật nên là em không có quan tâm lắm về âm nhạc, thực sự là như vậy. Rồi sau đó thì về cũng kể rồi, bởi vì về Nghệ An thì phải qua Hà Tĩnh. Đấy, thì lúc đó Thúy cũng với em cũng bàn thôi, bây giờ nhà Thúy có tổ chức tất niên đấy, cuối năm là cũng hai mấy Tết gần rồi, thì bố mẹ em tới chơi luôn. Đó kinh quá. Dạ rồi cái đợt đó là cách bao lâu thì là cưới luôn? Thực ra là cũng có ý định là ra Tết là cưới luôn, nhưng mà tại vì em trai cưới trước đầu năm thế nên là bọn em lại rời đang cuối năm. Thúy là ca sĩ dạ. Đúng không? Còn bây giờ anh này là luật sư. Ca sĩ thì chắc chắn là lãng mạn rồi dạ. Đúng không? Mà rất là mong muốn có một cái sự gọi là tỏ tình hoặc là cái là cầu hôn lãng mạn từ cái anh luật sư này. Thì không biết là ảnh có lãng mạn không? Rất lãng mạn. Anh ấy là cầu hôn Thúy vào dịp sinh nhật luôn. Đâu kể sơ sơ cái buổi cầu hôn đó. Ngày đó thì Thúy đi làm về rất là mệt, cho nên là về thì em nghĩ là thôi thì ăn ở đâu đó cho gần đi. Ban đầu em cũng định không đi đâu. Thì anh bảo là thôi thì đi ra ngoài này ăn tí rồi về. Thế sau thấy đi xa quá, từ quận 1 mà qua quận 2 ăn. Thì em mới nói là không biết là sao đi xa thế này, đến nơi thấy cái nhà hàng rất là đẹp mà thôi ăn ở đâu gần đấy được rồi ăn đi về nghỉ chứ đi xa như thế làm gì. Thì đến thấy anh chuẩn bị tiệc hoa, xong khi ăn rồi ra ngoài kia thì anh cầu hôn luôn. Thế anh có khóc không? Cũng có, cả vì cũng cảm xúc. Cảm xúc chứ đúng không? Đó.
Rồi sau đó là mấy tháng sau mới cưới? Cưới cách đây khoảng 4-5 tháng thôi. À, mới đây thôi, xong nhỉ. Rồi hai vợ chồng cái khoảng thời gian từ cái lúc mà cầu hôn cho lúc cưới á, có gặp những cái trắc trở hay là có cãi vã nhau hay gì không? Dạ có chứ ạ. Bản thân em á, là mong muốn là phải xây dựng gia đình và quan trọng nhất là tài chính. Tài chính là cái vấn đề mà hai vợ chồng bắt đầu là có cái xung đột. Vì là anh ấy học ở nước ngoài, tư duy theo đường nước ngoài, phong cách theo kiểu nước ngoài. Nước ngoài thì người ta là tiền vợ riêng, tiền chồng riêng, cũng có những cặp đôi như vậy. Thì anh nghĩ là cũng sẽ mang cái suy nghĩ đó về Việt Nam. Nhưng mà ở đây là khác nha. Ở đây lại là cái gì của anh là của em, còn của em là của em. Cái gì của anh là của em, còn của em là của em. Cũng rồi thì hai bên như là hai cái khác nhau rồi. Dạ, cho nên là hai đứa cũng là vững về tài chính chứ không phải là đấy. Cho nên là em cũng nói là vậy thì chia ra anh như thế này, anh như thế này. Nhưng em nghĩ là ủa làm như thế này thì sau này làm sao mà giàu được ta? Làm sao mà đủ tiền để mua cái này cái kia được? Bắt đầu em mới lật kèo em mà thôi không có chơi như thế này nữa. Bây giờ làm kiểu khác là bây giờ anh có bao nhiêu tiền em đứng hết cho. Bây giờ anh muốn mua cái gì em mua cho. Thế là anh ấy đồng ý. Nhưng mà trước khi thời gian đó tôi cũng có, anh ấy cũng cảm thấy khó chịu. Đây bảo là thôi nếu mà khó chịu thì thôi bây giờ ta ngưng lại đây cái đó. Từ từ đã cưới. Em bảo nếu mà không theo ý em thì thôi. À, thì ra sau này chồng em mới nói là đúng là gia trưởng. Em gia trưởng? Đúng rồi, gia đình em. Mà tới bây giờ là vợ vẫn quản lý hết tất cả em rồi. Em quản lý hết tất cả. Em nói với chồng là bây giờ anh có bao nhiêu tiền anh đưa em làm nhé. Anh chỉ cần việc suy nghĩ đến việc kiếm tiền và việc chăm sóc sự nghiệp làm sao mà đấy thôi. Còn lại là em giữ tiền cho anh muốn mua nhà, mua xe, mua cái gì em cũng mua cho anh hết ạ. Thế là bây giờ thì em sẽ quản lý hết tất cả mọi vấn đề trong gia đình. Nhưng mà kể từ lúc mà giao tiền cho vợ thấy khỏe không? Khỏe, em đâu có phải lo gì đâu, em chỉ đi lo dạy rồi em đi hướng nghiệp. Ờ đúng không, đâu cần phải chi li tất cả mọi thứ, dạ, kinh tế trong nhà mọi chi và lo luôn bên nội bên ngoại chi tiêu rồi. Mà rồi mẹ em thì sao, cái quan điểm của vợ thì mẹ em có đồng ý như thế không? Thì nhà em cũng vậy mà nên là nhà mẹ cũng là vậy. Như là vợ tiếp nối truyền thống của cả hai gia đình nội ngoại rồi. Vùng biên của người Nghệ An, cho người Nghệ An Hà Tĩnh thì cũng tư duy nhưng kiểu mà như nhưng mà các mẹ là rất là thích các con dâu con rể đồ hết đúng không? Dạ đúng. Em rồi. Có em có hợp với mẹ chồng không? Mẹ chồng em thì là giảng viên hiệu trưởng về hưu. Bố mẹ đều hiệu trưởng về hưu hết nên là cũng hơi khó so với người bình thường. Tuy nhiên là khi mà mới đầu gặp thì thấy ủa sao thấy cực khó thật. Nhưng mà sau này mới biết là không phải, bà rất là tuyệt vời. Bà là một người mà nhìn vào thì là tưởng là khó nhưng mà thực ra rất rất là thương con dâu. Bây giờ là con dâu là có gì đều con dâu hết. Nhưng mà cái cảm giác với mẹ chồng như thế nào mà lúc đầu em nghĩ là bà khó tính? Mẹ đi từ Quảng Ngãi về tới Hà Tĩnh lần đầu tiên gặp thì mẹ rất là mệt. Ôi cha ơi mệt ra thì là mệt. Xong rồi thì cảm thấy là mẹ có cần để bác có cần bác đấy thôi để bác tự đi chứ không phải là đấy. Đấy cái hành động đó mình cảm thấy là khó tính. Sau đó thì mới biết là thực ra lúc đấy mẹ rất là mệt. Đúng rồi. Thôi nói chung là người lớn tuổi mà người ta đi đường xa ta rất là đúng mệt. Rồi. Tới cái phần 2 đi. Chương 2 nè. Khui nè. Đó. Cho bạn này nói trước nè, còn có cái áp lực gì nữa không? Đó. Thì cái này thực ra nó cũng dễ trả lời thôi, tức là cũng khá là lụng thụng quăng lung tung á. Bơ bộn đó. Bơ bộn, dạ. Em thì em được trưởng thành trong cái môi trường gia đình em bố mẹ vậy đó nên là gọn gàng ngăn nắp. Trước giờ em đi nước ngoài em học cũng vậy thôi, em cũng tự lo rồi nên là đến lúc mà khi mà gặp bạn này bạn cứ quăng lung tung là cũng khó chịu phết. Nói chung bây giờ cũng đỡ rồi thì em cũng có góp ý là em sau này con cái rồi em cũng phải làm gương cho con nữa. Đấy, nên là bố mẹ là phải đồng nhất về cái hành vi. Đúng rồi. Đấy, chỉ còn thì bạn cũng thay đổi rất là nhiều rồi. Còn gì nữa? Lâu lâu cũng nóng tính, còn nhìn ở góc độ tích cực á là làm cái gì cũng rất là quyết liệt. Và cái đó nó bổ trợ cho em rất là nhiều luôn. Bởi vì tính em thì nó trầm hơn. Và trong bởi vì công ty là hai vợ chồng làm chung, tính của Thúy là rất là quyết liệt. Và cái điều đó nó thôi thúc em lúc nào cũng phải nỗ lực cố gắng để tốt hơn á. Hay quá. Đó, tranh thủ trong cái thời gian mà chưa có con đó. Dạ. Phải quyết liệt trong công việc. Dạ, để mà kiếm tiền nhiều hơn. Dạ. Đó. Chồng em bây giờ còn nổi tiếng hơn em nữa cơ. Trên cộng đồng mạng là tiến sĩ Đan Trương là cực kỳ nổi tiếng. Là về hướng nghiệp ấy. Nếu như mong muốn thấy thay đổi thì Danny mong muốn điều gì?
Cái sự thay đổi thì em cũng nghĩ là chỉ gọn gàng, ngăn nắp hơn để tính em như có vậy. Tới em đó thì chồng em thì rất là nhiều tật xấu. Em xin chia sẻ một điểm xấu nhất thôi. Đó là chồng em ham làm việc. Ham làm việc đối nỗi mà quên ăn luôn. Ví dụ như đến buổi trưa chẳng hạn là cứ phải làm cho xong việc rồi mới bắt đầu ăn. Buổi tối cũng vậy, đôi khi làm việc tới 11 giờ 2 giờ đêm mới xong. Em cần anh cân bằng một chút nữa, còn lại là rất là tuyệt vời. Cảm ơn hai vợ chồng nghe. Dạ vâng ạ. Cứ ba rội là được rồi đúng không? Ở thời điểm đó là em 70kg rồi. Ồ, 70kg là dữ lắm đó nghe. Rồi sau đó thì sao nè? Khi chuyện nào xảy thì ra, bắt đầu là nói chuyện... chuyện sau đêm đó thì chuyện gì xảy ra giữa hai người để mà lúc, đi lúc đến mà... đến cái kết luận này là vợ chồng đây? Dạ, thì lúc mà ngồi trong bàn ăn á, thì em cũng không có để ý gì nhiều, không kể như là ngồi ăn tại em bị dị ứng với đồ cay, em không ăn cay được. Thì mà quán ốc đó mấy bạn nó toàn kêu món cay không à. Ốc là thường là cay không à. Dạ. Em không ăn được, em với con nhỏ bạn em ngồi xem không à, ngồi ngó, ngồi chơi, ngồi bấm điện thoại. Cái chồng em từ phía dưới bàn đi lên trên đầu bàn chỗ tụi em ngồi. Cái nói là ủa sao em không ăn gì hết vậy? Chồng em hỏi em vậy đó. Cái em kêu là tại vì đồ ăn cay cho nên em không ăn được. Cái chồng em mới xăm một miếng bạch tuộc liếm giả bộ, cái hết cay rồi em ăn đi. Trời ơi, cái ấn tượng quá, cái ấn tượng đầu tiên của ông là ở dơ đó. Không, liếm giả bộ. Liếm giả bộ, à, liếm giả bộ hả? Cái giả bộ nó mới dễ thương. Cầm đây nè, em ăn đi hết cay rồi. Rồi sao lúc đó em phản ứng sao? Thì đương nhiên là em cũng từ chối rồi, kêu thôi em không ăn, em không thích ăn bạch tuộc. Mặc dù giả bộ nhưng mà vẫn cứ bị ảo giác. Giỏi cái gớm. Rồi. Lúc đó thì em nghĩ trong đầu là người gì kỳ cục, chơi bình ráp, bình chơi bình ráp, chơi ráp mà sao tánh kỳ, làm quen gì ngộ. Chỉnh âm thanh thôi mà. Không, cái lúc đó là do kiểu em giỡn thôi, kiểu chọc chọc bạn. Rồi sau đêm đó về là em có tìm hiểu gì về cô gái này không và ngược lại? Thì sau đêm đó về thì em lên trên Facebook để mà em kiếm thông tin của vợ em. Có tìm thông tin của cái cô bạn kia không? Ban đầu là em nhớ là em tìm qua Facebook của bạn thôi, cho nên là sẽ không qua cô kia. Mà tới trực tiếp bạn em luôn. Tức là ông này là ông ấn tượng với cô gái này. Chỉ có ấn tượng không? Dạ có. Có mà. Đã nói là xấu lạ mà, người ta thích là thích cái nét xấu lạ đó. Phải không? Thì phải người ta mới xấu lạ không? Thì đây nè. Rồi người ta mới liếm giả bộ. Còn bạn này thì ấn tượng bạn này rất là bệnh. Tào rứa quá. Ông giỡn kỳ quá à. Có nghĩa là em tìm Facebook của cô này để mà muốn tìm hiểu xem cổ là ai và trong tình trạng như thế nào đúng không? Rồi sao? Mất tiếng. Em nói alo thôi. Alo à? Rồi tiếp. Rồi. Rồi thì sau khi mà em tìm kiếm được xong á, thì lúc đó là em chưa có kết bạn vội liền. Mà em mò vào kiểu trang cá nhân để mà xem lại những cái hình cũ của vợ em á. Cái lúc đó là em thả tương tác. Chơi đầu mộ á. Trong khi đó thì em thì sao? Thì cái hôm đó là kiểu như khoảng thời gian mười mấy tuổi đó, 19, 18 tuổi đó, em cũng còn ham chơi đó. Em đi chơi đêm là chủ yếu đó. Cái lúc đó mấy bạn trong bàn cái phân công người chở hai cô gái về. Thì lúc mà đến lúc mà bạn chở về, cái em nói là thôi em không muốn về, em muốn đi cà phê. Muốn đi nữa? Dạ. Nít mà, 18, 19 tuổi nít mà. Lúc đó là cũng cỡ 11, 12 giờ đêm á. Cái bạn nó nói là giờ này quán cà phê nào mở cho em ngồi mà em đòi ngồi. Kêu có quán. Xong cái bạn đó quay qua rủ chồng em. Xong rồi cái chồng em hỏi đi quán nào. Cái em kêu là đi leo này kia, đi quán ở ngoài quận nhất. Cái xong rồi cái vô cái em nói, cái em nhìn chồng em cái em kiểu ủa anh cũng biết quán đó nữa hả? Xong rồi cái chồng em kiểu đúng rồi anh cũng biết. Cái hai đứa bắt tay nhau vui vẻ nhưng mà cuối cùng bể kèo không ai đi hết. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao không đi nữa? Tại vì trên đường lúc mà chở em về thì cái bạn kia bạn nói là thôi em ơi em con gái em đi một mình, em đi cà phê đêm vậy nguy hiểm, ảnh hưởng sức khỏe của em này nọ. Các bạn chở em bèo về nhà luôn. Bạn không chở em đi nữa. Vậy đó hả? Thì ra là còn khúc này nữa. Cho nên mới khiến cho ông này ổng càng xuyến xắn là về tìm thông tin của cô này. Tức là còn cái đoạn này rất là quan trọng đó. Rồi xong rồi cái em về, cái em cũng bị ấn tượng với khúc mà bắt tay đó, kiểu ủa không quen, không biết, chưa gặp nhau lần nào, chưa có ấn tượng gì nhau, tự nhiên bắt tay mà rất là hợp gu luôn, kiểu như là khớp, không có chật nhịp nào luôn á. Em bị ấn tượng, sau em về em tìm. Em cũng hỏi, tìm Facebook luôn. Em tìm Facebook của bạn chồng. Nghĩa là cả hai về là tìm liền. Tức là chưa có kết bạn mà tìm Facebook, xong rồi thả tương tác. Ông này thả tương tác mà, nhưng mà có vô
fan của này không? Chưa. 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 Fan thả tương tác thôi. Thả tương tác thôi. Còn em có thả tương tác lại không? Dạ không. Thật ra là chồng em biết lúc em trước. Cái lúc mà em đi tìm Facebook chồng á thì em hỏi bạn bè em á, cái bạn bè em không ai biết gì hết á, không ai tìm mới được hết. Xong cái em lên mấy cái MV của nhóm á, em xem, em pau từng đoạn lại. Cái bấm play, bấm pau coi coi cái mặt nào giống với cái mặt tối hôm đó. Mà em tìm không ra. Thì là cũng để ý dữ lắm đó. Xong rồi cái em mới hỏi bạn em là mày hỏi trong nhóm ảnh coi coi có ai mà đêm hôm đó mặc áo khoác đen, đội nón rồi đeo mắt kiếng nhìn tao đi. Cái xong rồi cái qua ngày hôm sau bạn em nó mới chửi vào mặt em một câu: mày có bị khùng không, nhóm người ta mà áo khoác nhóm ai cũng mặc như ai hết á, rồi nhóm người ta 10 người thì hết 8 người đeo mắt kính rồi mày tìm ai. Nó chửi vào mặt em. Xong rồi cái tới một ngày đẹp trời, cái tự nhiên là em thấy có một người thả wow vào cái ảnh đại diện cũ của mình. Xong rồi cái em kiểu là ai mà chơi kỳ cục vậy, không có ba quen biết, không có bạn chung, không có gì hết á. Mà sao mà tự nhiên đi chơi đào mộ. Xong rồi cái em mới tính nhắn tin hỏi, nhưng mà em thử add fan coi coi mình có thấy được thêm những cái hình nào nữa không. Cái xong rồi cái em add fan, cái chồng em trả lời liền luôn, accept chấp nhận liền. Dạ. Xong rồi cái chồng em nhắn tin qua hai em, chào em nọ nơi kia kiểu. Xong là cái đó là cách bao lâu ở cái hôm buổi tối đi ăn đó? Dạ, cách 2 ngày. Lâu dữ. Lâu quá chị, 4-5 tiếng. Lâu quá. Coi như hai người đào mộ Facebook nhau tới 2 ngày á là mới kết bạn được với nhau. Có nghĩa là ông này tương tác trước, nhưng mà người add fan lại là cô này. Rồi, sau đó chắc là chuyện trò qua lại chắc nhiều à, đúng không? Nói chuyện xong rồi cái hôm đó chồng em có công việc gì ở dưới cộng Đồng Nai á. Cái chồng em bảo là em biết cầu Đồng Nai ở đâu không? Chứ kêu em biết, em từng đi rồi. Cái kêu mai anh có công việc ở đây, có gì em chỉ anh đi với. Xong rồi em bảo là nói vậy thôi cho em đi với. Mới nói chuyện có một ngày, cái thôi cho em đi với, cho em đi chung với. Cái qua ngày hôm sau là ngày 20, cái chồng em chạy xe qua đón em, cái hai đứa đi cầu Đồng Nai. Xong rồi cái vòng về cái em mới nói chồng em là thôi đi về đi, em có hẹn đi ăn kem Baskin với bạn, với con nhỏ bạn thân em á. Xong rồi cái chồng em kêu thôi em hủy hẹn với nó đi, anh chở em đi luôn. Rồi em hủy hẹn với con bạn em luôn. Thế là nó giận em một tuần. Là hai đứa đi ăn kem luôn đó. Ủa nhưng mà tới cầu Đồng Nai xong rồi đi về liền ha, có giải quyết công việc gì không? Dạ thật ra là lúc đó là em bán giày cho bạn á. Cho nên là tới cầu Đồng Nai em đưa giày cho ta. Trao giày lấy tiền là xong thôi. Rồi là bắt đầu sau đó là hai đứa chính thức là hẹn hò với nhau đúng không? Dạ cũng chưa hẳn nữa. Chưa luôn hả? Dạ chưa. Là lúc đó là tới qua lúc ăn kem á, xong rồi cái em mới nói là em tìm cái người mà hôm đó bắt tay với em. Cái chồng em kêu anh nè. Cái em còn kiểu ngỡ ngàng, ủa sao không hề giống, không có hề giống cái tưởng tượng của em tí nào hết á. Em tưởng tượng trong trí nhớ của em là người đó đẹp trai, cao to các kiểu, sao đây nhìn nó kỳ kỳ. Xong rồi cái hồi nữa cái em hỏi chồng em là ủa vậy anh, vậy còn cái người em nhớ là tối hôm đó có một cái người mà chấm miếng bạch tuộc cho em á, vậy anh biết người đó là ai không? Cái xong mà kêu cũng anh nè. Xong mà em kêu gì vậy trời. Một người mình tưởng tượng mong nhớ, một người mình muốn gạt bỏ đi lại hòa vô là một. Ủa sao lạ vậy ta? Bữa đó em có uống bia sao mà em này không nhớ vậy em? Trời tối với lại đeo mặt, anh chồng em đội nón rồi mặc áo khoác đen rồi đeo kính nữa. Có nghĩa là 10 người, hết 10 người mặc áo khoác đen đeo kính. Cho nên nó na ná nhau hết. Na ná nhau. Người nào cũng giống nhau. Rồi như vậy là sao cái bữa đi cầu Đồng Nai nó về bao lâu thì mới chính thức hẹn hò? Dạ một tuần. Một tuần sao? Chà cũng lâu quá chị ơi, lâu. Lâu lắm. Tụi này nó quen nhau lâu quá. Nói chứ trong thời gian mà hai đứa yêu nhau á thì hai gia đình có gọi là biết không? Bởi vì em còn nhỏ tuổi quá. Thành ra là lúc mà bắt đầu có bồ á thì gia đình có biết hay không? Dạ thật ra thì tuổi còn nhỏ nhưng mà ba mẹ em đã biết em có bồ từ trước đó rồi, chả nói gì, chả không nói gì luôn. Còn bên đây? Rồi còn bên gia đình em thì lúc đó là ba mẹ em chưa biết gì hết. Em vẫn còn đang giấu. Tại bởi vì là mẹ em kiểu hơi khó tính á. Cho nên là về mấy cái chuyện yêu đương này nè, mẹ em kiểu nó là cũng hơi ngăn cản. Rồi tụi em cứ giấu thôi. Rồi tới lúc mà như là hai tháng không thì có sinh nhật anh á. Sau khi quen xong được có 2 tháng thì đó là tới sinh nhật của em. Thì đó là em mới nói với gia đình và dắt bạn gái em về. Thì lúc đó là mẹ em mới biết.
Thì ban đầu lúc mà mẹ biết vậy, trời ơi, mẹ em kiểu nóng tính lắm. Là sao mà lại nóng tính? Tại nít mà, nít mà yêu đương gì. Còn lý do gì nữa không? Trẻ. Cái thứ hai nữa là do vợ em kiểu có hình xăm nữa. Là hồi đó là đã xăm rồi. Dạ. Wow, tức là cưng xăm từ lúc nào? Dạ, em xăm, bắt đầu xăm hình đầu tiên từ năm 2013. Là bao nhiêu tuổi? Là lúc đó hình như còn đi học luôn. Thường là các cụ chưa có cảm thông được cái hình xăm á. Cho nên là khi mà mẹ thấy vậy rồi sau về lúc mà bạn về rồi mẹ có nói gì với em không? Dạ có, thì mẹ sẽ hỏi là quen cô này ở đâu, rồi tại sao quen, rồi lúc tại sao không kiếm người khác chẳng hạn kiểu vậy. Đó là em mới nói chuyện với mẹ, đó là đây là lựa chọn con, cho nên là con kiểu cho nên là con muốn kiểu nghe trái tim của mình. Thì khoảng một thời gian sau mẹ em vẫn chưa chấp nhận, cho đến khi mà tụi em chính thức quen được hơn một năm thì lúc đó là mẹ em mới dịu đi cho cái việc đó là em quen với lại bạn gái em. Nhưng mà em biết là cái việc là mẹ chồng mình lúc đó là không có thiện cảm với mình không? Dạ em biết. Nhưng mà cái quan điểm của em là ta không thích thì mình làm cho người ta thích. Nhưng mà những lần sau về có dám mặc áo tay ngắn nữa không? Hay là mặc áo tay dài đằng che đi? Vẫn mặc quần dài, áo tay dài. Cho tới lúc mà có khoảng thời gian tụi em quen được 10 tháng về sống chung á, thì lúc đó tụi em mới thoải mái ra, mới phanh phui ra hết là vậy là lỡ rồi. Nhưng mà sau này cái điều gì mà khiến cho mẹ chồng lúc đó là mẹ của bạn trai mình lúc đó là dễ chấp nhận em? Dạ tại vì một phần là do là lúc mà khoảng thời gian đó là về ở chung xong rồi mẹ chồng em cũng không có ở cùng tụi em nữa. Đó để lại cho hai đứa ở với nhau ở cái nhà của chồng em á. Bây giờ đó là cho nên là mẹ chồng em thấy em chăm lo cho chồng rồi mọi thứ ổn, cho nên là giờ tụi nó quen nhau yêu thương nhau cũng đâu có cấm cản được nữa. Với lại tụi em cũng nói chuyện với các dì các bác là xin là nói là tụi con thương nhau thật chứ không phải là tình cảm chóng vánh, cho nên là mới dễ dàng hơn được chút xíu. Có nghĩa là hai đứa quen nhau tới mấy năm lận phải không? Dạ. Tìm hiểu nhau là mấy năm rồi mới cưới? Dạ, tụi em quen nhau hơn 2 năm sau đó tụi em mới hơn cưới. Hơn 2 năm rồi mới cưới. Dạ. Nhưng mà sống chung với nhau là 10 tháng sau là về sống chung với nhau. Dạ. Quen nhau 10 tháng về sống với nhau được cỡ 3-4 tháng. Là tụi em lại sống riêng. Lại sống riêng. Ủa dạ. Tại sao lại sống riêng? Giận nhau chia tay. Nhưng mà tại sao lại cưới? Để có bầu. Nhưng mà tại sao ra ở riêng rồi mà lại có bầu? Dạ, tại vì hôm đó là sinh nhật của bác ruột em á, cái bác mời. Có nghĩa là lúc đó là giận nhau đúng không? Đang giận nhau đúng không? Lúc đó là quề rồi, giận nhau được một tháng xong cái quề rồi tới sinh nhật. Nhưng mà đang ở riêng đúng không? Lúc đó đang ở riêng. Là em về nhà em, ảnh ở nhà ảnh. Rồi cái sinh nhật. Thế là tới sinh nhật bác cái em rủ ảnh đi ăn chung, xong rồi cái ăn chung buổi buffet đó xong về tự nhiên cái có bầu luôn. Có bầu luôn xong rồi bác sĩ bầu cưới. Rồi lúc mà nghe tin em có bầu vậy rồi mẹ phản ứng sao? Mẹ của hai bên phản ứng sao? Lúc mà nghe tin em có bầu thì mẹ ba em chỉ hỏi là của ai, của ông Chí thì cưới, của người khác thì dẹp. Vậy đó hả? Là mẹ vậy? Là ba của ba, em ba em dạ. Là nói là vậy đó hả? Dạ. Là ông là ba vợ là chắc khoái trí lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Do vợ em nói thì có lẽ là khoái thiệt. Tại vì trước khi em quen chồng em cũng quen nhiều người lắm rồi. Mà những cuộc tình nó chóng vánh lắm. Ba tháng là nhiều. Rồi những người đó ba em không ai ưng hết đó. Tại vì họ cũng xăm chỗ, cũng tà lao tà lưa. Cho nên là ba em không vừa ý. Chỉ có chồng em là nhân viên văn phòng, cho nên là ba em khóa. Đúng chuẩn của ba đó. Trí có xăm hình nào không? Em có hình nhỏ xíu trên cánh tay. Nghĩa là sau này mới xăm đúng không? Dạ. Sau này vợ xăm cho đó. Ủa rồi, nhưng mà mẹ thì sao? Lúc đó ba thì nói vậy, còn mẹ thì sao? Mẹ em thì nói là con ăn chơi cũng ăn chơi rồi, trải cũng qua cũng nhiều thứ rồi, giờ quyết định cuộc sống là của con, mẹ không can thiệp. Nhưng mà quyết định sao thì đừng có hối hận. Đừng mà có chạy có về không? Khóc với mẹ. Mẹ có khóc không hay là? Dạ không. Còn mẹ của Trí thì sao? Mẹ em nói là có bầu thì sanh đi, giờ cháu ngoại là cháu mẹ, rồi mẹ chăm, mẹ giữ, mẹ thương cho. Rồi còn bên gia đình của em á, thì lúc đó mẹ em chỉ hỏi ngắn gọn thôi là kêu cưới này có chắc hay chưa. Thì lúc đó thì em cũng tim gan em moi ra hết, em cũng trả lời thật lòng với mẹ luôn là con sẽ lựa chọn cô Thi này. Tại vì con tin tưởng cổ và có tình cảm thật sự, cho nên là hai tụi con muốn tiến tới hôn nhân.
Thì lúc nghe xong thì mẹ em mới lại nói với mấy dì mấy bác để kiếm những cái khóa học đạo để cho hai tụi em để có thể là cử hôn lễ. Ê, anh thắc mắc cái này nha. Cái lý do gì mà khiến hai bạn coi như là chia tay là mạnh ai nấy ở gì? Cái lý do nào mà chia tay vậy? Em nghĩ là do bởi vì tính nết của hai đứa em rất là khác nhau. Phải không? Hay còn lý do nào khác? Tại vì em mập. Là sao? Ủa, mập nhiên, liên quan mất tự nhiên mập liên quan đến chuyện chia tay. Thì tại vì hồi đó là lúc mà mới quen nhau cái khoảng thời gian đó em rất là mập, em 70kg lận. Cho nên mà ảnh thì ảnh cũng 70kg luôn. Hai một nam một nữ mà bằng ký nhau vậy là nó rất là nhìn hai đứa nó cứ chênh lệch sao á, mà nó không liên quan. Nó phải có một cái tác động gì đó. Bạn bè của ảnh á thì là đa số là dân thể thao rồi bóng rổ gymmer nọ này kia. Cho nên khi mà thấy ảnh quen một người mập như vậy á là sẽ phản đối. Thì cái em nhớ là cái hôm đó là khoảng thời gian đó em bán quần áo, cái rồi sáng em chồng em chất đồ lên xe cho em đi bán bình thường vui vẻ. Tự nhiên cái tối hôm đó em nói là anh ơi nay em khách về trễ quá thôi em ngủ lại nhà ba nha. Cái tự nhiên hai đứa cãi lộn vậy. Tự nhiên cái kiếm chuyện sừng sồ lên cãi lộn. Đứa nào kiếm chuyện trước? Ông này sao kiếm chuyện người ta cái, vậy? Cái đó không phải là kiếm chuyện mà là do hồi lúc mà ở chung với em á thì Ti kiểu tính hơi càm ràm. Mà cứ càm ràm hoài, mình đâu phải chịu một ngày mình nghĩ nó xong rồi mà cứ dầm ngày này qua ngày nọ. Đó cho nên kiểu cứ càm ràm nhiều quá cho nên là em rồi anh hiểu rồi. Nhưng mà tại sao vợ em lại nói là chia tay là vì lý do mập? Tại bởi vì ngay tại thời điểm đó vợ em cứ nghĩ là mập cho nên chia tay thôi, chứ vợ em không nghĩ là những thời gian trước đó là vợ em làm khó chịu rồi. Em cứ nghĩ là do bạn bè của anh tác động vô cho nên là khiến cho hai đứa giận dỗi. Rồi em nghĩ là do cái tối hôm đó ảnh đi gặp bạn bè cho nên là thấy em mập rồi bạn bè khuyên ngăn vô ngăn cản. Tại vì ngay từ lúc đầu quen nhau mà đến khi mà gặp mặt bạn bè ảnh xong là bạn bè anh đã phản đối rồi. Đã nói là không có được, nó ra nó vô rồi đó. Cho nên ngay cái lúc đó là em cứ có cái suy nghĩ đó, thành ra là thôi chia tay luôn. Lúc đó là cãi nhau xong rồi cái lúc đó là tầm 1 giờ sáng. Cái em tức mình quá em nói là thôi xách ba bố về nhà chồng dọn đồ về nhà mình liền ngay trong đêm á. Làm liền ngay tức khách luôn. Là em mấy cái bao mà em đựng quần áo đi bán á, em đổ hết quần áo bán em xách cái bao không chạy về để dọn đồ. Cái rồi cái em nhìn cái trên màn hình của máy tính trên phòng của chồng em á, cái có tin nhắn của bạn là để vui vẻ quá mai đi ăn mừng đi nọ này kia, tụi nó chia tay nhau rồi. Xong càng cái điên nữa đúng không, còn tức thêm nữa. Nhưng mà em kềm cơn tức đó lại, cái em không dọn đồ nữa, em chạy xuống em ôm chồng kêu là thôi mình lên ngủ đi em mệt rồi, coi như không có gì xảy ra hết. Rồi một tuần sau cái cãi nhau về cái vấn đề tiền bạc, rồi thêm bạn bè của anh nói ra nói vô. Rồi lúc đó mẹ em biết hai đứa sống chung vậy, mẹ em nói là sống chung mà không có cái tờ giấy gì hết, không có quyền lợi thêm này, sợ em thiệt thòi á. Cái em cũng làm áp lực ảnh thêm cái vấn đề đó, xong cho nên là quyết định dọn đi luôn. Đi luôn là nhờ có cái thằng cu nhìn mặt nó xinh dễ sợ này. Em xăm á mà nhìn như sống động dễ sợ ha. Bây giờ vậy chị, giờ xăm sống động lắm. Ơi nhờ nó mà coi như là hai đứa trở lại với nhau đó đúng không? Tụi em quay lại sau khi chia tay đó, lúc đó là quay lại một tháng sau đã quay lại rồi. Ảnh bắt chuyện trước cái quay lại với nhau rồi. Mà cái ảnh nói là giờ quay lại quay nhau âm thầm nha, đừng cho ai biết hết, đừng cho bạn bè anh biết, đừng cho ba mẹ anh biết nọ này kia. Có cả thế giới thì biết của em thì biết em có bồ, còn cả thế giới của ảnh mà không biết ảnh có bồ. Rồi bây giờ mối quan hệ của em với những người bạn của ảnh sao? Giờ thì cũng bình thường thôi. Giờ bình không thường. Giờ ta không chịu cũng cưới rồi. Dạ, xong hết rồi đúng không? rồi em chấp nhận âm thầm vậy hả? Rồi em cũng chấp nhận vậy. Được bao lâu? Được cỡ gần một năm. Một năm luôn, một năm mới công khai. Dạ gần một năm. Rồi chắc một năm đó là chắc cũng đã dính có ông này rồi cho dạ là... chưa luôn. Trong vòng một năm đó thì cũng chưa vấn đề gì xảy ra hết. Xong rồi tới cái lúc mà em cảm thấy là không thể âm thầm được nữa, xung quanh ảnh bắt đầu có những mô cái vệ tinh khó chịu. Có những tia sáng khó chịu là em đòi công khai lại. Em nói bây giờ anh không công khai thì thôi em bye bye anh luôn. Không công khai thì bye bye. Dạ. Đó. Xong rồi cái ảnh công khai lại, công khai lại được đâu được một tháng cái tòi ra thằng nhỏ. Rồi, vậy là quá quá hiểu rồi nha. Rồi bây giờ đến cái phần
phần kia đi, phần kia vui đi, phần vui vui á, vui nhộn nha. Đó, bây giờ chị nói trước đi. Dạ. Sao Trí lấy nhau về mấy năm rồi? Năm hai năm rồi. Hai năm rồi. Thì có những cái tật xấu nào của cô ấy nó lòi ra không? Nói về tật xấu của vợ em thì cũng chị biết nè, cầm ram vài cái, cầm ram đúng biết cầm ram cái nhất là cầm ram gì đoán đó. Cái thứ hai nữa là về vấn đề mà giờ giấc á, thì vợ em kiểu ví dụ như bạn bè hẹn là 6 giờ có mặt đi, thì em làm gì làm đúng 6 giờ em có mặt, nhưng vợ em là 6 rưỡi mới đi. Thì rồi cái nữa đó là vợ em giờ kiểu thun đó. Lê mê. Dạ. Thun. Đúng không? Cái nữa là vợ em kiểu hơi cầu toàn trong mọi công việc quá, kiểu làm gì cũng muốn là tốt nhất đẹp nhất, mà khi mà muốn vậy thì nó sẽ tốn thời gian hơn, mình kiểu phải chuẩn bị trước đó. Dạ đúng không? Dạ đó. Thì đối với em ở thì em thấy chỉ có ba cái tính đó là em hơi khó chịu. Bây giờ còn make up đậm không? Make up giờ đỡ hồi đó rất nhiều rồi đó. Chứ đậm lắm á. Dạ. Hồi đó tao con nít mà đâu có con nít không có control được cái màu sắc đâu. Cứ thích là làm thôi à. Biết ngô nhà chị giờ chị biết mà. Ngộ lắm. Nhưng mà cô ấy có ghen không? Có, anh ghen lắm, ghen tới mức mà muốn kiểm soát thời gian của em luôn á. Ồ vậy hả? Dạ. Tại sao anh hỏi câu đó không? Tại vì nãy cũng có nói đó, nên khi phát hiện nó có rất là nhiều vệ tinh xung quanh chồng em. Ánh sáng có những tia, có những tia sáng không khó chịu á. Khó chịu cho nên không khai, cho nên anh mới hỏi em mấy câu đó. Dạ. Là tới bây giờ vẫn ghen. Tới giờ vẫn ghen anh. Lúc yêu có ghen không? Yêu ghen bạo lắm, tới giờ cưới rồi mới đỡ. Đỡ được chút thôi, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hỏi luôn nè, gì cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi là cái điều gì trong mấy cái mà em vừa mới kể ra? Về mong muốn thì do là tính của em thì hơi ít nói, cho nên là em mong muốn vợ em kiểu bớt cái việc càm ràm đi. Bớt càm ràm phải không? Dạ. Cái thứ hai nữa là bớt sự lề mề thôi là được. Còn cái chuyện ghen của cổ có cái câu chuyện nào mà động trời không? Vui không? Động trời động đất ghen không? Động trời không, không. Vui thôi, vui thôi. Không, tụi em chỉ dừng lại ở mức mà ghen là cãi lộn. Và cãi lộn xong thì tính của em là kiểu xong rồi, thôi mình giảng hòa, mình về với nhau, mình không có gì nói tiếp kiểu vậy. Trước khi tới phần em khui thật xấu đó, thì em có thể kể một cái chi tiết nào mà em ghen nhiều? Tại nãy anh nói là thấy anh không nhớ rồi đó. Dạ. Có cái lần ghen nào mà khiến em nhớ đời không? Mấy cái lần mà ảnh đi chơi, đi bời rồi gặp những cái người hồi quen nhau lúc mà con em ở chung á. Có một cái lần mà ngồi ở quán cà phê nhỏ nhỏ gần nhà, cái có một cô bé là bồ của cái người bạn trong nhóm ảnh luôn. Cái tự nhiên cô bé đó trước khi gặp mặt em là em nghe chồng em kể là cô bé đã nghe nói về em rồi này kia, có ấn tượng về em các kiểu. Sao em kêu để thử gặp mặt coi làm sao. Cái lúc mà ra gặp mặt cái chào chị Thi vui vẻ lắm. Xong cái tự nhiên cô bé đó nhìn chồng em cái nói: "A anh Chí, hôm nào quay qua nhà vậy anh văn cho em nha." Rồi trong khi đó em ngồi trước mặt cô gái đó, ngồi kế bên chồng em mà tự nhiên cô gái đó nói vậy. Trời, em kiểu gì vậy trời, tự nhiên sao mà tự nhiên kỳ cục vậy đó. Xong rồi từ cái hôm đó về là em có ác cảm với cô gái đó luôn. Tới mãi sau này đôi lúc vô tình chồng em gặp lại cô gái đó là em sẽ chiến tranh lạnh với ổng. Ê, nó nghe nè, ghen nhưng mà có hay lục cái kiểm soát mấy cái đời tư của em không, những cái trang cá nhân của em không? Hồi đó thì có kiểm soát, nhưng mà tới bây giờ thì do là tụi em cưới nhau rồi, với lại em cũng chả có gì để mà giấu nữa, cho nên là tụi em cũng chả có gì để mà kiểm soát em nữa. Em có kiểm soát điện thoại của ổng không? Hôm nào mà có cái dịp gì đó vui vui á, ổng uống rượu uống bia xong cái ổng ngủ thì em coi thôi. Có phát hiện ra được điều gì không? Lâu lâu phát hiện ổng xóa tin nhắn. Rồi em có hỏi không? Dạ có. Rồi ổng trả lời sao? Anh không nhớ, anh không biết. Không biết, không có gì hết. Như gì vậy? Anh không có xóa, tưởng nó vậy. Facebook dạo này nó kỳ quá em. Đổ thừa Facebook đúng không? Rồi nó nghe nè, có khi nào ngồi coi một cái phim ngắn hay là một cái clip nào đó rồi cái liên tưởng đến mình là nhân vật ở trong đó không? Hay là ảnh là nhân vật trong đó? Trời, vậy bị bệnh luôn á. Sao đâu kể chứ. Cứ lâu lâu hễ coi mấy cái drama trên Facebook nè, hay là mấy cái chích cảnh trong mấy cái phim nào có vụ đó, thế là về em lại liên tưởng là em ABC gì đó bên ngoài nữa. Thế là phải hỏi anh ở đâu, anh đang làm gì, tối nay dạng cơm với em. Vậy là bị thêm cái tật gọi là tật suy diễn. Suy diễn dẫn đến ghen. Dạ. Rồi giờ tới em đó, thật xấu của ông là gì? Lúc quen nhau thì lúc mà khoảng thời gian tụi em sống thử thì anh không có ngủ ngáy. Mà không hiểu sao tự nhiên cưới xong cái về ngủ ngáy. Ngủ ngáy mà tới nỗi mà con nó giật mình luôn. Hay do cơ địa, lúc đó ốm hay là sao? Em cũng chả rõ nữa, em hỏi ổng thì ổng anh không biết. Tại ngủ lúc mà ngủ mình á,
lúc mà chưa cưới đó, thực ra là chưa có ngon, ngủ chưa ngon. Ừ, giờ cưới sao mà ngủ đúng ngon, rồi nhớ. Đúng dạ rồi. Không, nhưng mà lúc tụi em sống thử cũng không ngáy, ngủ không ngáy, ngủ rất là êm luôn. Nếu vậy đó, là do nói không phải, nếu vậy là do cơ địa rồi em ơi. Ừ, cái lúc đó thôi, cái đó thì mình đừng xếp vô tật xấu, tại vì cái đó là người ta cũng không mong muốn điều đó, nhưng bây giờ phải chịu thôi đó. Rồi thêm một cái nữa là cái bàn làm việc của chồng em á, lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ tươm tất, rất là gọn gàng luôn. Ở đâu đó dạ. Nhưng ra khỏi khu vực bàn làm việc là tất cả bừa hết lên, tung tóe hết lên. Tức là ông chỉ quan tâm ở một cái khoảnh nhỏ của ông thôi. Dạ, đúng không? Cái nơi mà ông gọi là, ảnh gọi là kiếm ra tiền, là rất là tươm tất sạch sẽ. Bừa bộn cục bộ em ơi. Nhân dụng từ chính xác. Bừa bộn mà cục bộ. Dạ. Dạ. Nhưng mà thôi kệ đi, miễn sao ông kiếm tiền được là được rồi, đúng không? Dạ. Rồi ông có ghen không? Đó, có ghen không? Dạ có. Ông nói em ghen quá mà ông là vậy là hai chồng ghen qua ghen lại. Dạ. Ghen sao? Hồi trước thì em đi đâu cũng dễ dàng thoải mái hết. Còn từ khi mà sau khi em sanh xong á, cái tự em giảm cân một cách tự nhiên luôn. Không tập gym không gì hết. Cái bắt đầu chồng em bắt đầu ghen nhiều hơn. Là sao? Tại vì lúc đó nhìn thấy cũng như là người phọt đẹp, cái đâu có là ghen đúng không? Dạ. Xong rồi chồng em nói em mua đồ, khi mà mình giảm cân rồi, cái niềm vui của phụ nữ mà giảm cân rồi là chỉ muốn mặc những bộ đồ mà mình từng ao ước mình sẽ mặc vào thôi. Tới là em mua đồ hở vai, hở này, hở nọ, váy ngắn các thứ. Lại bảo là em đi đâu, làm gì, đi làm mà ăn bận vậy đó hả? Đi chơi với bạn mà vậy đó hả? Đi ra đường cho trai nó dòm hay rồi. Rồi sao rồi? Cái cất đồ luôn hả? Dạ xong rồi, cái sau này thì em muốn mua quần áo, em muốn mua cái gì là nếu mà em coi livestream em chụp màn hình lại, cái em báo cáo là em mua đồ này được không? Cái ok mua được thì em mua. Là còn... phải hỏi ý kiến của ảnh. Dạ đúng rồi. Chứ không về mặt rồi càm ràm nó mệt lắm. Đúng không? Tới bây giờ vẫn vậy luôn. Là sau này là bắt đầu như vậy. Mới đây mới vậy chứ hồi lúc yêu là chưa. Dạ. Khi mà người ta bây giờ mới bắt đầu phọt đẹp. Phọt đẹp người ta mới mặc đồ hở. Thì bắt đầu mới ghen. Dạ. Cũng thuận theo tự nhiên mà em. Đâu gì trái tự nhiên đâu. Rồi giờ mong muốn Trí thay đổi điều gì thì em nghĩ là chồng em không cần phải thay đổi nhiều đâu, chỉ có mấy cái mà đừng có sao ta, em không có diễn tả sao hết, nhưng mà đôi lúc chồng em cứ lầm quá mọi thứ lên, kiểu như là tự biên tự diễn xong rồi tự đau lòng. Tự biên tự diễn tự đau lòng. Dạ, cứ tự trách bản thân mình này nọ này kia, nhiều khi giống như hoàn cảnh dịch bệnh này nọ này kia kẹt khó khăn, anh cũng tự trách bản thân mình. Cái gì cũng tự trách mình hết á. Em muốn ảnh đừng có tự trách nhà mình như vậy. Có gì cứ nói chuyện với vợ, chia sẻ vợ đúng không? Dạ. Tức là sao, giống như một có một cái sự cố gì ở trong nhà hay là cái gì á, là tự cho là lỗi của bản thân hả? Dạ. Ví dụ đâu, ví dụ cụ thể coi chưa hiểu rồi nha. Dạ giống như dịch bệnh như vậy nè, khó khăn nọ này kia, xong rồi cái kẹt tiền rồi gì đó đó, tại vì cả hai người đều mất việc, xong rồi cái chồng em lại bảo tự trách bản thân là tại vì anh thế này, tại vì anh không đủ khả năng thế này, không đủ khả năng thế kia, anh buồn anh rầu, tại vì anh kiếm ít tiền cho nên vợ con anh mới như vậy, cho tự trách tự đau buồn. Hiểu mình nghe mình cũng thấy đau lòng đúng không? Dạ. Xong em nói là thì thôi giờ tình hình chung mà ai chào cũng vậy thì thôi kệ đi anh ơi, sau này mình làm lại mấy hồi. Là mong muốn ổng, cưng mong muốn ổng gì? Là cái đó đó phải không? Dạ. Là đừng có tự nhận và đừng nhận lỗi của bản thân mình. Vô bản thân mình nữa. Em may mắn em gặp cô này cũng còn động viên em. Chứ gặp bà vợ bà cũng bi lụy nữa, chắc nữa hai vợ chồng ngồi than á. Ngồi than, thằng nhỏ 2 tuổi ngồi đây, ngồi nghe. Lỗi của ba. Lỗi của mẹ. Không, lỗi của mẹ. Thằng nhỏ bí luôn. Rồi, nói chung là sao ta? Hai đứa đều có một cái cần phải sửa. Là giống như là vợ em mong muốn em điều đó là đúng á, biết sao. Cái dịch bệnh á nó ngộ lắm. Nó tấn công những người mà hay có những cái suy nghĩ mà bi quan á. Hơi tiêu cực không? Đúng. Cho nên mình đừng có thèm suy nghĩ bi quan, vậy nó là cả thế giới rồi. Dạ, chứ không phải là riêng gì đất nước mình. Dạ. Cho nên cứ vô tư đi, cứ vui vẻ đi. Kệ nó, coi như sống chung với lũ đi thì tự